tàn nhang. Rồi, đố nâu. Chạm ra. Ôi trời ơi, không thể make up che đi được. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái video của mình và mình là Hoài Trần, nickname của mình là Hoài Đại Ca. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bác, chia sẻ với các bác một số những cái điều cần làm ngay lập tức sau khi mà chúng ta phát hiện ra là trên da của chúng ta có những cái đốm nám sạm màu. Hiện tại thì mình đang là chủ sở hữu của hệ thống thẩm mỹ viện Sen chuyên về điều trị nám, tàn nhang và làm trắng da nha. Với 10 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực thẩm mỹ làm đẹp này thì mình giúp cho hàng chục nghìn chị em phụ nữ có làn da hết nám. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bác những cái việc mà chúng ta cần phải làm ngay sau khi các bác phát hiện ra có những cái đốm nám, có những đốm tàn nhang, có những đốm sạm màu trên da của mình. 10 năm mà làm trong cái lĩnh vực điều trị nám này thì mình thấu hiểu được là chị em phụ nữ khi mà mình bị nám thì mình rất là mất tự tin, bởi vì bản thân mình cũng bị nám. Trước đây là mình bị nám di truyền, từ hồi lớp 6, lớp 7 á, là mình đã bị tàn nhang rồi. Sau đấy mình để lâu mình không chữa thì nó chuyển sang cái dạng là nám, nó khó chữa hơn. Và khi mà mình bị nám thì mình cảm thấy rất là mất tự tin. Trời ơi, mình make up, mình trang điểm, mình làm đủ các thứ, rồi mình che đậy bằng những cái lớp kem che khuyết điểm ấy, nhưng mà nó không có hết, mà nó cảm giác da nó cứ bị loang lổ, nó không đều màu ấy. Nên là lúc nào mình cũng có một cái ao ước là giá như cái vùng da này nó cũng đều màu như cái vùng da trán và vùng da má, giá như vùng da mặt nó cũng đều màu như vùng da tay, da chân, giá như là tất cả cái vùng da trên khuôn mặt mình nó không cần trắng nhưng nó chỉ cần đều màu thôi là mình đã cảm thấy rất là vui rồi đó. Và mình luôn ao ước, mình luôn tưởng tượng là nếu như làn da mặt của mình chỗ nào nó cũng đều màu như nhau thì mình sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Bởi vì mình đã từng trải qua cái giai đoạn bị nám nên mình rất là thấu hiểu những cái chị em bị nám. Và ngay sau đây mình sẽ chia sẻ với các bác những cái điều cần làm ngay lập tức khi mà các bác phát hiện ra là da mình bị nám nhé. Việc đầu tiên và việc quan trọng nhất đó là hãy chú ý đến cái khẩu trang, cái áo chống nắng và cái kem chống nắng của các bác. Những cái yếu tố này nó giúp là chống nắng và tránh nắng. Chống nắng tức là khi mà mình dùng kem chống nắng ấy thì nó sẽ bảo vệ được da chúng ta, nó không bị tác động bởi cái ánh nắng mặt trời. Và dùng những cái áo chống nắng, khẩu trang thì nó làm giảm cái nguy cơ, cái cường độ của cái tia UV nó tác động vào trong da. Cái tia UV nó có một cái sức phá hủy da rất là khủng khiếp luôn. Các bác cũng biết rồi, chỉ cần một cái buổi mà mình đi nắng mình không che chắn thôi là về da mình sẽ đỏ lựng lên và đen thui. Cái lúc mà da nó đang đỏ phừng phừng, nó đang nóng phừng phừng, đấy là nó đang chuẩn bị cho cái tiền đề là bị tăng sắc tố, bị nám nó đậm lên trên da. Nên là các bác hãy chú ý ngay đến cái khẩu trang, cái áo chống nắng và cái kem chống nắng nha. Cái điều thứ hai đó là cái kem dưỡng ẩm trên da của các bác. Những cái làn da nám đa phần 90% là da da khô. Da khô khiến cho cái tình trạng trao đổi chất trên da nó kém, nên nó dẫn đến cái việc là da dần dần nó bị sạm, bị nám, và cái tế bào chết, tế bào sừng nó không bong đi được, không đào thải theo cái cơ chế tự nhiên được, nên nó cứ bị đọng lại ở đấy và nó không đào thải được thì dần dần cái vùng da đấy nó sẽ rất là sạm. Thế nên hãy chú ý đến cái độ ẩm trên da bằng việc là lựa chọn những cái loại kem dưỡng ẩm và kem chống lão hóa để cho làn da của chúng ta nó luôn có đủ độ ẩm và nó đào thải được da chết một cách tự nhiên nhất. Cái điều số 3 đó là ngay lập tức hãy sử dụng những cái loại thực phẩm chức năng, những cái loại viên uống để ức chế sắc tố từ bên trong. Khi mà chúng ta sử dụng những cái loại thực phẩm chức năng này thì nó sẽ có tác dụng ức chế, không cho cái nám nó sản sinh lên trên bề mặt nữa, và nó sẽ giúp cho đào thải những cái sắc tố mà nó bị phá vỡ ra theo cơ chế tự nhiên của cơ thể ấy, thì nám nó sẽ mờ đi. Những cái loại viên uống mà mình thường khuyên các bác dùng đó là những cái viên uống có chứa glutathione này, có chứa chanoic acid này, có chứa L-citin này, hoặc là có chứa vitamin C, hoặc những cái thành phần collagen và nano curcumin. Rất là nhiều thành phần có thể giúp hỗ trợ cho quá trình để cho các bác vừa làm sáng da toàn thân, vừa giúp xử lý nám trên da. Và khi mà các bác đã sử dụng những cái thực phẩm chức năng để uống ấy, thì các bác nên sử dụng theo một chế độ lâu dài. Và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, hãy lựa chọn một cái cơ sở uy tín để chữa nám sớm nhất có thể. Mình nói là hãy lựa chọn một cơ sở uy tín có kinh nghiệm để chữa nám sớm nhất có thể. Họ có thể là kê toa cho các bạn bằng cách dùng mỹ phẩm này, họ có thể kê toa cho các bạn bằng cách là lăn kim này, họ có thể hướng dẫn các bạn để cho các bạn vào những cái liệu trình điều trị bằng laser tùy từng tình trạng nám. Tuy nhiên các bạn hãy đi điều trị sớm nhất và hãy điều trị đúng ở những cái nơi mà uy tín, những cái nơi đảm bảo an toàn cho các bác, để làm sao mà cái tình trạng nám ấy nó không bị lây lan. Khi mà nám ấy, mình càng để lâu thì nó càng khó điều trị.
Đó, giống như là các bác để biết là ngày xưa khi mà chúng ta ra nắng, cái hồi còn trẻ chúng ta ra nắng ấy, chỉ cần một mùa đông vào nhà là da của chúng ta nó sẽ hồi, nó sẽ trắng trở lại. Nhưng càng để lâu với cái tốc độ lão hóa của da mà da nó không thể tái tạo được nữa và chu kỳ tái tạo của da nó chậm lại rồi. Lúc đấy kể cả collagen và elastin nó sản sinh ra rất là ít, nên các bác càng điều trị sớm ở cái giai đoạn sớm ấy thì nó càng có lợi và nó càng nhanh hết, càng dễ chữa. Còn nếu mà mình để lâu quá, một là nám nó sẽ bị lan nám rất nhanh, nó sẽ bị lan nám, nó sẽ bị tổn thương và nó sẽ lây lan sang những cái vùng da khác. Hai là cái da lão hóa rồi thì khó điều trị hơn rất là nhiều. Nên là có bốn cái điều mà mình lưu ý với các bác trong cái video này khi mà chúng ta bắt đầu phát hiện ra là da chúng ta xuất hiện những cái đốm sạm, nám, tàn nhang. Đó là cái thứ nhất là sử dụng kem chống nắng, áo chống nắng, khẩu trang. Cái điều thứ hai là sử dụng kem dưỡng ẩm. Cái điều số 3 đó là sử dụng các loại thực phẩm chức năng ở bên trong cơ thể để theo cơ chế là trong uống ngoài thoa đó, để cho cái hắc sắc tố nó đỡ ức chế mà được đào thải ra bên ngoài. Và cái điều thứ tư đó là hãy tìm những cơ sở uy tín để điều trị nám một cách nhanh nhất có thể. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết cái video này. Để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo của mình thì hãy follow cái fanpage này, xem nó ở chế độ yêu thích. Và đừng quên là chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong cái video ngày mai nha, vào lúc 8:30 hàng ngày. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người nha.